Mùa mới nhất của thử thách sinh tồn thật sự đầy bất ngờ. Ngày đầu tiên, thí sinh đã bắt được 5 con cá lớn. Họ nghĩ rằng họ sẽ giữ vững vị trí đầu tiên. Nhưng ngày thứ 2, họ phải rời cuộc chơi một cách đáng tiếc. Câu chuyện bắt đầu từ ngày thứ 3 sau khi cuộc thi bắt đầu. Thí sinh Isai vẫn sống trong một cái lều tạm thời. Đối mặt với thời tiết lạnh ở vùng cực Bắc, cách 125 dặm, thời tiết cực kỳ khắc nghiệt sau này. Isai tự nói, nếu không có chiếc túi ngủ giữ nhiệt tốt, anh ta đã bị đóng băng từ lâu. Vì vậy, anh quyết định xây dựng một nơi trú ẩn nửa chôn nửa che giữ nhiệt tốt nhất. Việc xây dựng nơi trú ẩn như vậy đòi hỏi sự tiêu tốn năng lượng lớn. Vì vậy, Isai chọn vị trí trên một con suối nhỏ khô cạn. Chỉ cần xới bỏ đất trên hai dốc sẽ có thể xây nền móng tốt. Lượng công việc xới đất cũng rất lớn, phải kiểm soát tốt tiến độ để tránh lãng phí calo. Ngày thứ 4 sau khi cuộc thi bắt đầu, Đáp cũng dệt một cái lưới, nhưng lưới của anh ấy trông hơi lôi thôi. Sau đó, anh ấy nhanh chóng đặt lưới vào nước. Đáp quay trở lại nơi trú ẩn để lấy dây câu và bắt đầu câu cá, nhưng chưa bắt được cá. Đáp đột nhiên nhận ra có một đàn vịt hoang bay tới từ xa. Hãy nhanh chóng lấy cung tên. Hóa ra vịt hoang chỉ đi ngang qua. Đáp đứng rất ngầu, tiếc rằng không lấy được một sợi lông nào. Đang hối hận, anh ấy phát hiện còn vài con vịt hoang xa xa, cẩn thận như con mèo bò qua. Khi Đáp chuẩn bị bắn, vịt hoang lại bay đi, liên tiếp bỏ lỡ con mồi. Đáp ước mình có thể đập vào đầu mình vào hai đầu gối. Bây giờ phải liều mình qua nước lạnh để lấy lại dây câu. Thật là đánh mất vợ lại mất quân. Đáp nói tất cả đều là lỗi vì anh ta quá tham lam. Ban đầu muốn một mũi tên trúng hai đích, kết quả là tự làm khổ mình. Ngày thứ 5, căn nhà gỗ của Dusty đã hoàn thành. Vừa làm xong việc, bụng đang trống rỗng. Từ xa truyền đến tiếng kêu của sóc. Ai ngủ gật đừng để lỡ cơ hội, lấy cung tên và đuổi theo. Mũi tên đầu tiên mặc dù không trúng, nhưng sóc cũng không chạy. Điều này lại mang đến cơ hội cho Dusty. Mũi tên thứ 2 cuối cùng cũng trúng. Mình nhận ra từ khi nhóm người này đến nơi này, sóc ở đây thật sự gặp rủi ro. Còn nhớ Michen dùng cỏ xanh làm dây câu vịt hoang không? Đã qua 5 ngày, vì vậy, vịt hoang cũng không được thu hút. Dường như hoạt động của vịt hoang không xa, nhưng nó vẫn không đến gần đây. Để thu hút sự chú ý của vịt hoang, Michen bắt đầu học cách kêu vịt hoang. Thực sự bắt chước không giống chút nào, có thể thu hút chúng đến gần. Trong vòng 5 ngày, Michen không hấp thụ bất kỳ protein nào. Cô ấy đã thử đặt ở nhiều nơi. Nếu vẫn không có kết quả, cô ấy sẽ tiếp tục di chuyển trại, cho đến khi có thể sống cuộc sống của người địa phương. Điều này cũng là bản tính của cô như một người du mục. Trên đường trở về trại, Michen vui mừng phát hiện một vùng quả mâm xôi, và gần đó còn có một số củ cải bắp, rễ củ cải bắp có thể ăn được, và còn là một loại dược liệu, được cho là có tác dụng chữa cảm lạnh nhiệt đới, có tác dụng giảm sưng và đau răng. Peter bắt đầu chuẩn bị câu cá. Anh ấy dùng gỗ để tạo một cây cần câu. Dường như anh ấy cũng sẽ câu bằng cách ném dây, để có thể ăn protein sớm. Anh ấy treo hai móc câu trên bè, được cho là loại móc này là ba móc câu, được nối lại với nhau, dễ dàng bắt cá, và mỗi người chơi chỉ được mang theo ba cái. Mọi thứ đã sẵn sàng. Peter đến bờ sông, chưa đến nửa giờ đã có cá cắn lưỡi câu. Mặc dù cuối cùng không kéo lên được, nhưng ít nhất điều này đã mang lại hy vọng cho Peter. Sau mỗi lần ném lưỡi câu, cuối cùng, câu được một con cá to. Đây là một con cá vai lớn. Thu hoạch được con cá này, nó có thể xoa dịu tâm hồn anh trong 5 ngày qua. Anh liền quyết định thả thêm 4 dây câu vào biểu chiều, và tin rằng ngày mai đến kiểm tra sẽ được mùa bội thu. Sang ngày thứ 6, Đáp ra sông kiểm tra lưới. Anh ấy cũng không có protein trong những ngày qua, vì vậy anh rất mong chờ vào sáng hôm nay. Chưa đến nơi, Đáp đã phát hiện một con chim đậu trên lưới cá. Đây là dấu hiệu tốt. Đi qua và nhìn thấy, thật sự có một con cá lớn trên lưới. Với lưới cá tầm thường như vậy, có thể thu hoạch được cá lớn. Đáp thực sự không thể tin được. Đây là một con cá mòi dài tới 36 inch. Ngay sau con cá 42 inch mà thí sinh thu hoạch được vào mùa thứ 10. Khi Đáp đã làm thịt sạch sẽ, chỉ một nửa con cá đã đầy một cái nồi lớn. Phần móng của siêu căn cứ của Isai đã hoàn thành. Tiếp theo, anh ta lại mang đến 4 cây gỗ nguyên vẹn. Đào ra 4 lỗ trên 4 góc móng, đặt cây gỗ vào, căn cứ không cần quá cao, chỉ cần có thể đứng thẳng và hoạt động bên trong là được. Đặt gỗ vào và lấp đầy bằng đất sét, sử dụng gậy gỗ để hướng đá. Chỉ khi xây dựng mái nhà như vậy mới đủ chắc chắn. Ai cũng biết sống cô đơn ở hoang dã, nhà càng lớn thì đi về nhanh hơn. Nhưng Isai muốn bắt chước Lô Lăng.
anh ấy cho rằng sở hữu một nơi trú ẩn chắc chắn và ấm áp mới là cơ bản để sống sót ở đây trong mùa đông. Isai bận rộn từ sáng đến trưa với tiếng dạ dày gào. Khi đang lo lắng về bữa trưa phải làm sao, Isai thấy một con sóc ở xa phía trước. Anh ấy nhanh chóng lấy ra cung tên, cúi người và tiến gần một cách im lặng. Chỉ cần một cái nhìn, Isai đã có bữa trưa. Đến bên bờ sông để xử lý nguyên liệu khó khăn, Isai còn lấy một chân sóc làm mồi câu cá, phần còn lại nấu một nồi nước canh sóc. Điểm mạnh chính là sự nguyên bản. Ăn xong thịt, uống xong canh, lại đi đến bờ sông, Isai phát hiện dây mồi câu vừa ném ra đang di chuyển. Thật là may mắn được thưởng thức bữa ăn từ trời cao. Ăn no rồi lại thu hoạch được một con cá trích 24 inch. Peter không phải hôm qua câu được con cá lớn sao? Điều này đã khiến niềm tin của anh ta vào việc bắt cá tăng lên đáng kể. Ngoài 4 dây câu cá được thiết lập vào ngày hôm qua, buổi sáng, Peter đã chế tạo một tấm lưới. Sau khi làm xong, anh ấy ra bờ sông và tiến hành đặt lưới, mong rằng công sức bỏ ra không lãng phí. Đến kiểm tra vào buổi chiều sau khi đã đặt lưới, chưa kịp nhìn vào lưới, Peter đã phát hiện dây câu cá bên cạnh đang rung lên. Rõ ràng có cá đang cố gắng vùng vẫy. Thật không ngờ trên dây câu có một con cá nhỏ. Quay lại lấy lưới, trên lưới cũng có cá nặng. Tiếp theo là dây câu khác. Peter bận rộn đến mức vui vẻ, bận rộn đến mồ hôi đổ như tắm, nóng đến mức cởi cả áo len ra. Lại là một con cá hồi siêu to. Lần này tổng cộng thu hoạch được nguyên con cá. Chắc chắn không thể ăn hết được tất cả cá này. Peter cần gấp một cái lò hút khói. Về trại, Peter nhanh chóng sắp xếp lò hút khói. Hút khói cho tất cả cá này sẽ mất khoảng 2 ngày để hoàn thành. Và mùi vị lớn như vậy, Peter rất sợ sẽ thu hút các loài thú hung dữ. Anh ta đã lấy một tấm vải chống nước để ngăn mùi lan ra. Ngày thứ 7, William đi kiểm tra bẫy thỏ đã được đặt. Mặc dù những ngày gần đây cũng đã ăn được sóc và cá, nhưng thực sự không thể bắt được thịt rừng ngon. William đã thiết lập tổng cộng 2 cái bẫy thỏ trong rừng. Bây giờ là đi kiểm tra cái đầu tiên. Anh ấy đã bắt đầu cười trước khi đến nơi. Thì ra trong cái bẫy đầu tiên đã có thỏ rừng. Điều này cũng coi như là lần đầu tiên thu hoạch được thịt đỏ lớn trong mùa này. Vì cá của William vẫn chưa ăn hết, thỏ rừng này tạm thời chưa cần dùng đến. Anh ấy đã đào một cái hang bên bờ sông và dùng vỏ cây để lót đáy hang. Người ta nói rằng vỏ cây sẽ xuất ra một chất gọi là chất chống mục. Đó là chất bảo quản tự nhiên thường được sử dụng trong sinh tồn. Sau đó đặt thỏ vào trong hang, lại dùng cành thông để làm giả mạo. Phía Michen vẫn chưa có thức ăn. Bữa trưa là hạt dẻ và củ cải mà cô thu thập hôm qua. Hạt dẻ nên có vị khá ổn, nhưng dựa vào biểu cảm của cô ấy, ăn củ cải sắp sửa sẽ hơi chua chua ngọt ngọt. Để no bụng, Michen đến bờ sông để kiểm tra xung quanh. Trong 6 ngày qua, Michen luôn ăn hạt dẻ, lượng calo cơ thể hấp thụ rất ít. Để thay đổi tình hình hiện tại, chỉ có thể đặt hy vọng vào loại protein chất lượng này. Michen có cảm giác, hôm nay chắc chắn có cá trong lưới. Đây là một con cá vai dài hơn 30 inch, có thể cung cấp khoảng 3.600 calo cho Michen. Không biết mọi người đã để ý chưa? Cá mà các thí sinh thu hoạch mùa này đều khá to. Nhìn thấy người ta câu cá ở trong nước, lòng mình rất thích. Michen đang xử lý cá bên bờ sông. Bất ngờ bụng Michen trở nên hỗn loạn. Cô ấy ngồi bên cạnh nghỉ một chút, nhưng vẫn không thể kiềm chế muốn nôn. Ban đầu cảnh này làm mình giật mình, tưởng Michen đang nôn máu. Nhưng sau đó nhìn lại, sáng nay cô ấy ăn quả mâm xôi và củ cải. Màu đỏ này chắc là từ quả mâm xôi sáng nay. Sau khi nôn xong, thoải mái hơn nhiều. Michen chia cá thành hai phần. Cô ấy muốn ăn cái đầu cá chứa nhiều chất béo trước, sau đó ăn từ từ phần thịt cá. Một chớp mắt, đã đến ngày thứ 8. Peter vẫn lo lắng về việc thú hung dữ đến cướp cá. Anh ấy quyết định làm một cái thang, đặt cá ở nơi cao. Tối qua lo sợ suốt, không ngủ ngon, làm việc tay cũng hơi lung lay. Vết thương nhỏ này dường như Peter không quan tâm lắm. Sau khi xử lý đơn giản, tiếp tục làm thang. Sau khi hoàn thành thang, Peter kiểm tra lại lưới và dây câu. Rất tiếc hôm nay không có bất kỳ thành quả nào. Quay trở lại nơi trú ẩn. Peter dự định có dự trữ thức ăn hiện tại, nâng cấp nơi trú ẩn, nhưng chưa bắt đầu thực hiện, anh ấy bắt đầu than thở. Anh ấy nói rằng đến đây để thử nghiệm kỹ năng sống của mình. Theo tình hình hiện tại, chỉ cần anh ấy muốn, anh ấy có khả năng sống ở đây lâu dài. Nhưng mỗi ngày ở đây anh ấy cảm thấy cô đơn vô tận. Nói đến đây anh ấy còn khóc, điều này không thể tưởng tượng được ở nhà. Kết hôn 15 năm, vợ chưa bao giờ thấy anh khóc. Sau đó anh đã thực hiện một hành động khiến mình hoàn toàn không hiểu. Xin chào, tôi là Peter, tôi chính thức rút lui.
anh chàng này thật không thể hiểu nổi, đã gọi điện thoại cho nhóm sản xuất để rút khỏi chương trình, không lý do gì cả, thật là không lý do gì cả, các thí sinh khác đang đói bụng vẫn cố gắng, anh ta lại tự nguyện rút khỏi khi đang có 5 con cá lớn. Bây giờ cuối cùng cũng hiểu tại sao chương trình này gọi là tâm lý chứ không phải sống sót trong hoang dã. Tâm lý chính là ý nghĩa của việc tự mình một mình. Tham gia không chỉ cần kỹ năng sống trong tự nhiên, mà tâm lý cũng rất quan trọng.